Chào các em, hôm nay cô sẽ dẫn các em giải đề chống liệt số 3. Câu 1, loại sắc tố nào sau đây có chức năng chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH? Đó chính là diệp lục A. Và diệp lục A này ở trung tâm phản ứng. Các em thấy cái sơ đồ chuyển hóa năng lượng như thế nào? Đầu tiên, ánh sáng mặt trời nó sẽ được carotenoid này đó, hấp thụ. Sau đó nó sẽ truyền cái ánh sáng, nó không chuyển hóa năng lượng mà truyền ánh sáng này cho đến diệp lục B. Rồi từ diệp lục B này ánh sáng mới truyền đến diệp lục A. Và đến diệp lục A tại trung tâm phản ứng thì tại diệp lục A ánh sáng sẽ chuyển hóa thành năng lượng hóa học. Câu 2, khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai? Quang phân ly nước diễn ra ở pha sáng và trong xoang tilacoid là đúng. Đó. Quang hợp thì có hai pha, pha sáng và pha tối. Pha sáng thì pha tiếp nhận trực tiếp ánh sáng mặt trời. Và đồng thời nó sử dụng nguyên liệu của pha sáng là gì? Là nước. Chú ý ha, nước qua pha sáng sẽ tạo ra oxy. Đó, oxy là được tạo ra pha sáng qua quá trình quang phân ly nước. Và pha sáng này diễn ra, quang phân ly này diễn ra ở xoang tilacoid. Đó. Sau khi kết thúc pha sáng thì tạo ra nguyên liệu đó là ATP và NADPH. Và nó sẽ làm tạo ra sản phẩm là ATP và NADPH. Và nó là nguyên liệu được đưa vào pha tối. Đồng thời pha tối sẽ sử dụng nguyên liệu là CO2 để tạo ra chất hữu cơ C6H12O6. Đó. Và pha tối diễn ra ở chất nền của lục lặng. Ý thứ hai, oxy giải phóng trong quang hợp có nguồn gốc từ nước là đúng, quang phân ly nước để tạo ra oxy. Ý thứ ba, khi ánh sáng càng mạnh thì cường độ quang hợp càng tăng, không cái nào càng nhiều càng tốt hết các em ha. Ví dụ càng mạnh, đầu tiên nó mạnh nó tăng lên, nhưng đến một mức độ nào đó nó không tăng được nữa. Có ví dụ trời nắng quá gắt là ánh sáng mạnh thì nó sẽ ức chế quá trình quang hợp, nó có thể làm cháy lá thì cái quang hợp không còn nữa, đó, cho nên là quang hợp phải giảm. Ý C sai. Khi không có ánh sáng thì pha tối không diễn ra là đúng. Không có ánh sáng thì không có pha sáng, mà không có pha sáng thì không có pha tối. Các em chú ý ha, hai pha này là chặt chẽ với nhau. Không có pha tối thì không có pha sáng, mà không có pha sáng thì cũng không có pha tối. Câu 3, một quần thể có tỷ lệ kiểu gen tần số A lớn. Đó, đơn giản rồi. A lớn bằng 0,4 là toàn bộ A lớn, cộng một nửa A lớn 0,4 chia 2 là bằng 0,6. Hợp số là câu C. Câu 4, loại đột biến nào sau đây làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào? Tam bội tăng đúng. Tam bội là 3N thì nó phải tăng hơn so với bình thường là dạng 2N. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể. Trên một nhiễm sắc thể thì không thay đổi. Mất đoạn thì phải bị giảm. Đảo đoạn thì không đổi. Câu 5, ngựa lai với lừa sinh ra con la bất thụ, đây là dạng cách ly nào? Ngựa với lừa đã sinh ra con la, có nghĩa đã tạo được hợp tử thì là cách ly sau hợp tử. Sinh ra con bị bất thụ. Câu 6, giả sử A và B là các A lên trội hoàn toàn, A nhỏ B nhỏ là đột biến, thì cơ thể nào là thể đột biến? Thể đột biến là kiểu gen phải biểu hiện lên kiểu hình, thì lúc đó nó phải đồng hợp lặng, có thể một cặp hoặc hai cặp đều biểu hiện thể đột biến hết. Đây là không đột biến, ở đây là đột biến. Đồng lặng cặp A. Đáp án là câu B. Câu 7, dạng đột biến nhiễm sắc thể làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể thì phải là đột biến cấu trúc. Đột biến điểm là đột biến gen loại, chuyển đoạn đúng là đột biến cấu trúc. Thể 1 là đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Thể đa bội cũng là đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Đó, đột biến là có hai dạng, đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể thì có đột biến cấu trúc và đột biến số lượng. Câu 8, khi nói về dịch mã, quá trình nào sai? Trong quá trình dịch mã, các phân tử TRN đóng vai trò như người phiên dịch là đúng. Đó, TRN có chức năng đó là vận chuyển axit amin đưa đến ribosome để thực hiện quá trình dịch mã. Trong quá trình dịch mã, anticodon trên TRN khớp bổ sung với codon trên mRNA là đúng. Anticodon thì sẽ khớp với codon. Mà anticodon nằm ở đâu? Nằm ở TRN. Codon thì nằm trên mRNA. Khi dịch mã, ribosome chuyển từ rơi codon mở đầu nằm ở đầu 3 phải đến codon kết thúc ở đầu 5 phải mRNA là sai rồi. Các em chú ý mRNA luôn có chiều gì? 5 phải, 3 phải,
Đó, mà mRNA như vậy thì ribosome phải dịch chuyển từ đầu 5 phẩy đến 3 phẩy, chứ không phải là 3 phẩy đến 5 phẩy. Bị ngược rồi ha, cho nên câu C là câu sai. Quá trình dịch mã cần có sự tham gia của mRNA, đúng, làm khuôn nè. tRNA như cái xe vận chuyển, ribosome được xem như nhà máy để sản xuất, axit amin được xem là nguyên liệu để tổng hợp nên chuỗi polypeptide. Câu 9, khi nói về diễn thế sinh thái ở quần xã, phát biểu nào sai? Khi có tác động mạnh mẽ của nhân tố vô sinh, là nhân tố bên ngoài hoặc hữu sinh, nhân tố bên trong, thì quần xã có thể bị biến động dẫn tới diễn thế sinh thái là đúng. Đó, khi có sự thay đổi của bên ngoài hoặc bên trong của quần xã thì nó có thể thay đổi. Bởi diễn thế là gì? Đó, là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. Và câu B, quá trình diễn thế sinh thái, điều kiện môi trường sống bị thay đổi, lưới thức ăn của quần xã bị thay đổi. Đúng. Đó là sự biến đổi tuần tự. Quá trình diễn thế sinh thái, cấu trúc quần xã thường được duy trì ổn định. Đó là sai. Nó phải thay đổi chứ không phải là ổn định được, bởi vì gọi là diễn thế rồi, là biến đổi tuần tự. Đó là biến đổi cho nên không thể ổn định, cho nên sai là câu C. Diễn thế nguyên sinh bắt đầu môi trường trống trơn, đúng. Thứ sinh bắt đầu từ môi trường đã có quần xã. À, sự phân biệt hai loại diễn thế này cô đã phân biệt ở những cái đề trước rồi ha. Câu 10, xét gen A lớn có hai len, A lớn và A nhỏ, một quần thể đang cân bằng di truyền. Đọc thấy cân bằng di truyền thì chắc chắn mình phải áp dụng định luật rồi. H đi van Best, B bình phương A lớn, 2 BQ A lớn A nhỏ và Q bình phương A nhỏ nhỏ. Đó. Tần số A lớn là B, đây người ta cho B rồi. Thì kiểu gen A lớn A nhỏ dị hợp chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Dị hợp ở đây chính là 2 BQ. Mà có B rồi thì sẽ suy được Q là của A nhỏ là 0,6. B cộng Q luôn bằng 1. Cho nên là ở đây mình sẽ có là 2 nhân 0,4 nhân 0,6 là 0,48. Đáp án là câu A. Câu 11. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng trừ hoàn toàn, phép Lai này cho tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình. Đây là phân nguyên ly độc lập rồi, thì các em chỉ cần tách riêng từng cặp ra, cặp A. Mình xem cặp A có bao nhiêu kiểu gen, bao nhiêu kiểu hình, rồi tương tự như vậy. Cặp B, cặp D và cặp E. Đó, có hết rồi ha, cái này là 1 phần 4 nè, A lớn, 2 phần 4, A lớn, A nhỏ, phép Lai cơ bản. Các em phải thuộc. Rồi B là 1 phần 2, B lớn, B nhỏ và 1 phần 2, B nhỏ, B nhỏ. D cũng tương tự như vậy, 1 phần 2, D lớn, 1 phần 2. D lớn, D nhỏ, E là ra một loại, E lớn, E nhỏ. Đó, cho nên có bao nhiêu kiểu gen, bao nhiêu kiểu hình. Đó, kiểu gen, ở đây kiểu gen là gì? Là tích của từng phép Lai. Có 3 kiểu gen, cặp A, cặp B có 2, cặp D có 2 và cặp E 1. 12 kiểu gen. Và kiểu hình, đối với cặp A là 2 kiểu hình, cái này là trội, cái này là lặn, là 2 kiểu hình, này trội, cái này lặn là 2. Cặp này là trội, trội là một kiểu hình, giống nhau hết các em ha. Và E cũng là một, cho nên là 4 và 12. 4 kiểu hình và 12 kiểu gen. Đáp án là câu D. Câu 12, khi nói về đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sai? Ý thứ nhất, mất đoạn dẫn tới mất một đoạn nhiễm sắc thể nào đó và đoạn mất không chứa tâm động là đúng. Mất đoạn làm giảm số lượng gen đúng, làm mất cân bằng thường gây chết đúng. Mất đoạn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể. Các em chú ý, mất đoạn là gì? Là đột biến. Mà đột biến là tạo ra, mình đã học nhân tố di truyền rồi, đột biến nó tạo nên allele mới và tạo nên đa dạng di truyền, cho nên nó sẽ tăng đa dạng di truyền chứ không phải là giảm ha. Các em phải kết hợp với cái phần đột biến về 5 nhân tố di truyền đó. Cho nên ý C là sai. Mất đoạn tạo nguyên liệu tiến hóa và chọn giống, đúng. Tất cả đột biến đều tạo nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống. Câu 13, cơ thể này tiến hành giảm phân tạo giao tử, tổng tỷ lệ hai giao tử nào sau đây có thể sẽ chiếm 80%? Thì cơ thể này giảm phân, nó có thể tạo ra 2, nếu nó liên kết hoàn toàn có thể tạo 4 giao tử nếu nó có hoãn vị gen. Mà ở đây tổng 2 loại giao tử mà 80%. Thì bắt buộc nó phải là gì? Hai giao tử liên kết.
Các em biết rồi, bởi vì nếu mà giao tử liên kết với giao tử hoán vị là tổng là phải là 50%. Của ví dụ ở đây, có hoán vị đi, đây là liên kết. Hai giao tử liên kết. Nếu có hai giao tử hoán vị, thì bao giờ giao tử liên kết cộng với giao tử hoán vị cũng bằng 50% hả? Rồi hai giao tử hoán vị thì bao giờ mỗi giao tử cũng phải bé hơn 25%, cho nên tổng của nó cũng không thể nào mà bằng 80 hết. Chỉ có thể là hai loại giao tử liên kết tổng mới bằng được là 80%, khi đó mỗi loại bằng 40%. Và hoán vị lúc bây giờ là 10%. Cho nên đáp án sẽ là câu D. Câu 14, khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sai? Thực vật tảo luôn được xếp vào sinh vật sản xuất là đúng. Thực vật tảo vi khuẩn lam là sinh vật sản xuất. Động vật ăn cỏ có thể xếp cùng bậc dinh dưỡng với thực vật. Động vật có ví dụ như cỏ tới bò, thì cỏ và bò này không bao giờ xếp cùng bậc dinh dưỡng được hết, cho nên ý B sai. Nấm vi khuẩn hoại sinh luôn được xếp vào sinh vật phân giải đúng. Các loài thú ăn thịt thường có bậc dinh dưỡng từ cấp 3 trở lên đúng. Có ví dụ như ở đây có hổ đi, thì nó là ăn thịt thì nó phải xếp từ bậc dinh dưỡng cấp 3. Câu 15, khi nói về tiêu hóa ở thú, phát biểu nào sau đây đúng? Động vật nhai lại tiêu hóa được cellulose nhờ enzyme cellulosa do vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng tiết ra. Đối với động vật nhai lại, có hai loại động vật ăn thực vật. Động vật nhai lại là động vật có dạ dày 4 ngăn. Còn một nhóm nữa đó, dạ dày 1 ngăn, là thỏ và ngựa. Thì thỏ và ngựa sẽ có manh tràng phát triển. Đó. Và vi sinh vật nằm ở trong manh tràng là nằm ở thỏ và ngựa, dạ dày 1 ngăn. Còn động vật nhai lại dạ dày 4 ngăn thì tiêu hóa vi sinh vật này sống ở dạ cỏ. Cho nên ý A sai. Các em chú ý ha. Ngựa thỏ tiêu thụ cellulose nhờ vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ là sai. Hai này bị ngược nhau. Dưới này phải là manh tràng, ở trên là dạ cỏ. Các loài động vật nhai lại dạ muối khế là dạ dày tiết HCl pepsin để tiêu hóa protein là đúng. Động vật nhai lại dạ muối khế chính là dạ dày thực sự, được xem là dạ dày thực sự của động vật nhai lại. Thú ăn cỏ và thú ăn thịt thường có dạ dày giống nhau là sai. Tùy vào nguồn thức ăn thì dạ dày nó cũng khác, nó phù hợp với cái nguồn thức ăn đó. Đối với động vật nhai lại thì dạ dày có 4 ngăn. Đầu tiên đó là thức ăn được đưa vào dạ cỏ. Sau đó nó sẽ được đưa đến dạ tổ ong. Dạ tổ ong mới ở lên, nhai lại và sau đó nó đưa đến dạ lá sách. Và cuối cùng là đến dạ muối khế. Thì dạ muối khế được xem là dạ dày thực sự của động vật nhai lại. Câu 16. Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sai? Các đặc trưng của quần thể đều không ổn định, thay đổi theo điều kiện môi trường là đúng. Ví dụ như tỷ lệ giới tính nó cũng thay đổi theo điều kiện môi trường, được nhóm tuổi hoặc là kích thước quần thể nó cũng thể thay đổi. Tỷ lệ đực cái có thể phản ánh khả năng sinh sản của quần thể là đúng. Độ đa dạng loài, loài ưu thế đặc trưng sự phân tầng là đặc trưng của quần thể là sai. Này là đặc trưng của quần xã. Đặc trưng quần thể là có 6 đặc trưng: tỷ lệ nhóm tuổi, tỷ lệ giới tính, sự phân bố cá thể trong quần thể, kích thước quần thể, mật độ cá thể quần thể và sự tăng trưởng cá thể của quần thể. Thì đó là 6 đặc trưng của quần thể. Còn quần xã là nó có độ đa dạng về loài nè, loài ưu thế, loài đặc trưng sự phân tầng. Cho nên ý C là câu sai. Khi một đặc trưng nào đó bị thay đổi thường ảnh hưởng đến đặc trưng khác trong quần thể là đúng. Cô ví dụ khi mật độ hoặc là khi kích thước quần thể thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính, ảnh hưởng đến mật độ, nó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của quần thể hoặc là ảnh hưởng đến sự phân bố cá thể trong quần thể. Câu 17, nhân tố nào sau đây quy định chiều hướng? Quy định chiều hướng tiến hóa chỉ có một nhân tố duy nhất có hướng, đó là chọn lọc tự nhiên. Cứ thấy có hướng là chọn lọc tự nhiên. Câu 18. Khi trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo thì nên dùng đèn chiếu loại ánh sáng nào sau đây? Thì chúng ta biết rồi, quang hợp chỉ xảy ra tại miền ánh sáng đỏ và xanh tím, cho nên sẽ dùng hai ánh sáng, đó là câu A, đỏ và xanh tím. Đỏ nó sẽ kích thích
xúc tiến quá trình tổng hợp nên carbohydrate, còn xanh tím thì tổng hợp nên acid amin protein. Câu 19 cho biết A lớn, trường toàn A nhỏ thấp, A lớn là cao. Phép lai nào sau đây là lai khác dòng. Lai khác dòng là gì? Lai giữa các hai dòng thuần chủng khác nhau. Đó, thì phải hai dòng thuần chủng mà phải khác nhau. Ở đây, ví dụ AA này là không, không gọi là dòng thuần rồi, loại. Đang câu B, cặp A lớn với A nhỏ, thuần chủng B nhỏ, đây là hai dòng thuần chủng khác nhau. Không thuần chủng, này không thuần chủng. Lai khác dòng là hai dòng thuần chủng khác nhau, để mục đích là tạo ưu thế lai. Câu 20, trong quá trình sinh sản, cấu trúc nào sau đây truyền nguyên vẹn từ đời bố mẹ cho đời con? Cấu trúc nào chính là alen? Bố mẹ cho con alen, A lớn, A nhỏ. Đó. Câu 21, trong hoạt động của tim, xung điện ở nút nhĩ thất được lan truyền đến bộ phận nào sau đây? Thì chúng ta sẽ nhớ đến đó là hệ dẫn truyền tim. Một hệ dẫn truyền tim thì sẽ có 4 bộ phận. Đầu tiên, nút xoang nhĩ có khả năng phát xung điện, đó là nút xoang nhĩ. Nó sẽ truyền đến nút nhĩ thất. Nút xoang nhĩ đến nút nhĩ thất. Rồi sau đó nó lan truyền đến bó hít. Hít có một chữ S thôi ha. Và cuối cùng là mạng Purkinje. Đó là hệ dẫn truyền tim. Cho nên ở đây nút nhĩ thất sau đó đến bó hít. Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. Cứ sau khoảng một cái thời gian nhất định thì nút xoang nhĩ lại phát xung điện. Xung điện được lan truyền đến khắp cơ tâm nhĩ, làm tâm nhĩ co. Đầu tiên là hai phần trên là tâm nhĩ co. Sau đó lan đến nút nhĩ thất. Nút nhĩ thất này rồi đến bó hít. Và theo mạng Purkinje, lan khắp cơ tâm thất làm cho tâm thất co. Câu 22. Loại enzyme nào sau đây có khả năng tháo xoắn một đoạn phân tử aden? Aden polymerase thì nó chỉ có khả năng tổng hợp thôi, không có khả năng tháo xoắn. ARN polymerase thì tháo xoắn. Nó thực hiện toàn bộ chức năng trong quá trình phiên mã. Đầu tiên nó sẽ tháo xoắn và nó tổng hợp luôn. Một mình nó làm hai cái chức năng đó. Ligase này là enzyme nối, ratchitase là enzyme cắt. Câu 23, phép lai này thu được F1 tổng số cá thể mang tính trạng lặng. Đây là tính trạng lặng về hai tính, về hai cặp hợp gen, hoặc là về hai tính trạng, lặng về hai tính trạng luôn, chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Câu này đầy đủ phải như vậy ha. Thì có nghĩa là A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ sẽ bằng bao nhiêu. Thì chúng ta thực hiện phép lai ở đây thôi. Đối với cặp A thì ra gì? 1/4 A lớn nè, 2/4 A lớn, A nhỏ, và 1/4 A nhỏ, A nhỏ. Này thực hiện phân ly độc lập thì mình sẽ tìm cặp A và nhân cho cặp B. B thì sẽ ra là B lớn, B nhỏ, 1/2 B lớn, B nhỏ, và 1/2 B nhỏ, B nhỏ. Cho nên cặp này sẽ là 1/4 đó, A nhỏ, A nhỏ, và 1/2 là bằng 1/8, chính là 12,5%. Câu 24, khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần xả, phát biểu nào sai? Đặc trưng cơ bản của quần xả, quần xả chứ không phải quần thể ha. Các em nhớ chú ý phân loại hai cái đặc trưng của quần thể và đặc trưng của quần xả. Đối với quần xả thì nó có hai đặc trưng cơ bản. Thứ nhất đặc trưng về thành phần loài, và thứ hai là đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian quần xả. Thì sự phân tầng trong quần xả là do sự thích nghi của loài và sự phân bố của các nhân tố sinh thái là đúng. Phân tầng làm giảm cạnh tranh giữa các loài, tăng khả năng khai thác nguồn sống môi trường, đúng. Đó, nó chia nhiều tầng để nó giảm cạnh tranh. Ý thứ hai, loài ưu thế là loài có số lượng đông, hoạt động mạnh, đúng. Mỗi quần xả thường có một hoặc nhiều loài ưu thế là đúng. Cá cóc là loài đặc trưng của quần xả Tam Đảo. Cây tràm là đặc trưng của rừng U Minh Thượng là đúng. Môi trường sống càng thuận lợi thì độ đa dạng càng giảm là sai rồi. Thuận lợi thì độ đa dạng phải càng tăng. Cho nên câu này rất là dễ ha. Đáp án là câu D. Câu 25, khi sử dụng nước có oxy 18. Có nghĩa là oxy trong này là oxy 18 nè. O18. Thì khi kết thúc quang hợp, cái O18 đó tìm thấy chất nào? Thì chúng ta biết rồi, trong pha sáng quang hợp nước, quang phân ly nước để tạo ra oxy, thì O18 sẽ được tìm thấy ở oxy nè, chính là O18. Câu 26, khi nói về cân bằng nội môi trong cơ thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu đúng? Khi nồng độ glucose trong máu tăng cao thì tuyến tụy tiết insulin để chuyển hóa glucose thành glycogen là đúng. Ý thứ hai, khi nồng độ glucose trong máu giảm thì tuyến tụy sẽ tiết glucagon để chuyển hóa glycogen thành glucose là đúng.
À, ở đây mình sẽ có cái sơ đồ. Lô cô dơ lý cô dê. Thì chuyển hóa này sẽ sử dụng là insulin. Còn ngược lại, khi cơ thể bị thiếu đường giảm thì glycogen trong gan này sẽ được chuyển hóa thành glucose để tăng lượng đường lên nhờ glucagon. Ý thứ ba, khi cơ thể ăn thức ăn nhiều muối thì thận tăng cường tái hấp thu nước và tăng cường thải muối. Ăn nhiều muối nghĩa là khi em ăn mặn đó thì cơ thể nó phải tái hấp thu nước để nó muối, càng nhiều muối thì áp suất thẩm thấu tăng, thì lúc bây giờ nó phải tái hấp thu nước và thải bớt muối đi. Cho nên ý ba này đúng, và chúng ta sẽ cảm giác đó là khát, khát nước để mình uống vào để tăng cái lượng nước lên. Ý thứ tư, khi độ pH của máu giảm thì hệ đệm sẽ tăng cường lấy đi các ion H cộng để đưa độ pH về mức bình thường. À là đúng ha, pH giảm là nó dư H cộng thì phải lấy bớt H cộng đi. À, lấy đi các H cộng để pH bình thường, để ổn định nội môi. Cho nên cả 4 đáp án đều đúng. Câu 27, trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở trong lắc vi khuẩn E. coli, gen điều hòa mã hóa là protein nào? Gen điều hòa luôn tạo ra protein ức chế. Đáp án là câu A. Câu 28, khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sai? Mã di truyền ở trên TARN gọi là cô đông là sai. TARN phải là anti cô đông. Trên mặt gốc của gen gọi là triplet, đúng. Ở trên mRNA gọi là cô đông. Cho nên câu A sai. Câu B, nhiều bộ ba cùng xác định một loại axit amin. Điều này chứng tỏ mã di truyền có tính thoái hóa là đúng. Mã di truyền có tính đặc hiệu, nghĩa là mỗi cô đông mã hóa một axit amin, đúng. Hầu hết các sinh vật hiện nay đều dùng chung bộ mã di truyền. Điều này chứng tỏ mã di truyền có tính phổ biến là đúng. Mã di truyền có 4 đặc điểm. Thứ nhất, được đọc theo từng bộ ba. À, mã di truyền là bộ ba mà, không gối lên nhau. Đó. Thứ hai, mã di truyền có tính thoái hóa. Thứ ba, mã di truyền có tính đặc hiệu. Và thứ tư, mã di truyền có tính phổ biến. Câu 29, khi nói về giảm phân tạo giao tử, phát biểu nào sai? Một tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân có thể cho 2 loại giao tử hoặc 4 loại giao tử. Đúng rồi, một tế bào thì nếu không có hoán vị sẽ tạo ra 2. Còn nếu có hoán vị, ở đây dị hợp hai cặp nè, thì có thể tạo được 4 loại. Cho nên ý A đúng. Ý B, một tế bào của cơ thể thú của kiểu gen này giảm phân chỉ cho 2 loại giao tử. Một tế bào thì giảm phân sẽ tạo được 2 loại giao tử. Thú đây là cơ thể gì? Các em phải chú ý cái giới tính. Thú thì đây là con cái. Mà con cái là một tế bào thì chỉ cho một trứng. À, một trứng thì chỉ tạo được một loại giao tử thôi. Nó khác với con đực. Tế bào sinh tinh đây là con đực. Đực thì có thể tạo ra 2, bởi vì nó tạo ra 4 tinh trùng, thì trong đó có thể 2 loại hoặc 4 loại nếu có hoán vị. Còn nếu cơ thể này mà con đực thì nó chỉ tạo ra 2 thôi, nó không hoán vị được. Đó, cho nên ý B này là sai. Ý C, một tế bào cơ thể chim. Chim có kiểu gen này, đây là con đực hay con cái. Mình phải biết đực hay cái để nó sinh trứng hay sinh tinh trùng. Đây là chim thì ngược với thú với người thì nó là con đực. Mà con đực thì nó sẽ tạo ra 2 loại giao tử là đúng. Một tế bào sinh tinh chỉ tạo 2 loại giao tử nếu không có hoán vị. Ý D, cơ thể này giảm phân, xảy ra hoán vị thì tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỷ lệ phần trăm của giao tử. A lớn B nhỏ và A nhỏ B lớn là đúng. Đây là 2 giao tử hoán vị thì hoán vị gen sẽ bằng tổng hai cái này cộng lại với nhau. Câu 30, theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố nào tạo nguồn biến dị sơ cấp chính là đột biến. Đó. Nguồn nguyên liệu sơ cấp đó là đột biến, còn nguyên liệu thứ cấp là biến dị tổ hợp. Câu 31, những mối quan hệ nào thì cả hai đều có lợi? Thứ nhất, hội sinh. Hội sinh là một loài có lợi, một loài không lợi cũng không hại, cho nên bỏ. Cộng sinh thì đúng. Ký sinh, một loài có lợi, một loài có hại. Hợp tác thì cả hai cùng có lợi. Hội sinh là một loài không, một loài lợi, cộng là cả hai cùng lợi. Ý C, ức chế cảm nhiễm thì một loài có hại, một loài không lợi cũng không hại. Bởi vì trong quá trình sinh sản nó vô, trong quá trình sống của nó vô tình ảnh hưởng gây hại đến loài khác. Ký sinh một loài lợi, một loài hại. Cộng sinh cùng có lợi, hợp tác cũng cùng có lợi. Cho nên đáp án là câu D. Câu 32, nhân tố nào sau đây có thể làm tăng đa dạng di truyền? Thứ nhất, đột biến đúng, di nhập gen đúng, giao phối ngẫu nhiên đúng. Đó là câu A.
Đột biến các yếu tố ngẫu nhiên này làm giảm đa dạng di truyền. Giao phối không ngẫu nhiên cũng làm giảm đa dạng di truyền. Chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên thì làm giảm đa dạng di truyền. Câu 33, một bệnh nhân bị bệnh tim dẫn tới phải lắp máy xung điện cho tim. Người này có thể đã bị suy nhược chức năng nào trong hệ dẫn truyền tim? Ha, hồi nãy cô đã nói em dạng hệ dẫn truyền tim rồi. Bộ phận nào có khả năng tự phát xung điện? Đó chính là nút xoang nhĩ. Cho nên người này cái nút xoang nhĩ nó đã bị suy nhược, không có khả năng phát xung điện nữa, cho nên mình phải lắp thêm cái máy phát xung điện. Đó chính là câu A. Câu 34, một cơ thể giảm phân đã sinh ra giao tử này với tỷ lệ 10%, kiểu gen và tần số hóa vị gen lần lượt là. À, khi một giao tử cho một tỷ lệ thì chúng ta phải so sánh với 25%. Cái này bé hơn 25%, cho nên nó là giao tử hoán vị. Đó, mà giao tử hoán vị rồi thì mình sẽ biết được tần số hoán vị. Giao tử hoán vị là bằng F trên 2, cho nên từ đó suy ra F trên bằng 2 nhân 10 bằng 20%. Và kiểu gen phải là dị hợp chéo để cho A nhỏ B nhỏ này là hoán vị. Cho nên ở đây đáp án chính là câu B. A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn và tần số là 20%. Câu 35, theo lý thuyết, các gen nào sau đây của tế bào nhân thực phân ly độc lập trong quá trình giảm phân? Muốn phân ly độc lập thì các gen đó phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Wow, hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì sẽ phân ly độc lập. Nếu cùng thì là liên kết. Cho nên ở đây mình phải chọn đáp án là câu B. Nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Câu 36, những bệnh hội chứng nào sau đây là do đột biến thể 3 nhiễm sắc thể số 21? Đó chính là hội chứng đau. Đau là 3 nhiễm sắc thể 21. Turner là gì? Là X0, mất đi một chiếc nhiễm sắc thể giới tính X. Máu khó đông là bệnh đột biến xe lạnh, nằm trên nhiễm sắc thể giới tính mù màu và máu khó đông đó. Thiếu máu hình cầu lưỡi liềm cũng phải là đột biến gen. Câu 37, khi nói về bảo vệ môi trường sống, phát biểu nào sai? Bảo vệ các loài thiên địch sẽ làm tăng dịch bệnh và gây ô nhiễm môi trường là sai. Thiên địch là loài có lợi. Đó, cho nên câu này là câu A sai. Nó không thể nào tăng dịch bệnh hết, nó tiêu diệt các loài gây hại. Muốn giảm hiệu ứng nhà kính thì phải tăng cường trồng bảo vệ cây xanh, đúng, giảm CO2. Muốn bảo vệ tài nguyên, tái sinh thì phải giảm ô nhiễm, đúng. Động vật quý hiếm thì bảo vệ rừng, ngăn cấm săn bắn, đúng. Câu 38, ở cơ thể nào sau đây, gen A lớn nằm trên vùng không tương đồng của giới tính Y? Gen nằm trên vùng không tương đồng. Rất nhiều bạn, không tương đồng Y có nghĩa là nằm trên X. Là sai ha. Vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính Y có nghĩa là nằm trên Y mà không có trên X. Thì đáp án ở đây chính là câu A. Đó, còn ở đây là nằm trên vùng không tương đồng của X. Các em chú ý nhiễm sắc thể nè. Đó, thì nó sẽ có gì? Cô ví dụ X, cô ví dụ Y. Thì nó sẽ có hai cái vùng này giống nhau, vùng đầu mút giống nhau. Người ta gọi là vùng tương đồng. Còn những cái vùng bên trong này nó khác thì gọi là vùng không tương đồng. Thì nếu nằm trên vùng tương đồng có nghĩa là cả hai đều phải có. Lúc đó như thế này, XA lớn, YA lớn là nằm trên vùng tương đồng của X và Y. Còn nếu chỉ nằm trên X thôi thì đây gọi là vùng không tương đồng của X. Còn nếu chỉ nằm trên Y gọi là vùng không tương đồng của Y. Em chú ý ha, nhiều bạn rất là nhầm lẫn chỗ này. Câu 39, khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sai? Cá rô phi có giới hạn sinh thái nhiệt độ là 5,6 đến 42 độ C là đúng. Tập hợp toàn bộ giới hạn sinh thái của loài gọi là ổ sinh thái của loài đó. Đúng ha, một nơi ở chỉ có một ổ sinh thái là sai rồi. Một nơi ở này có thể có nhiều ổ sinh thái. Cô ví dụ như trong một cái ao, nó có thể có nhiều ổ sinh thái, ổ tầng mặt nạ, tầng giữa, tầng đáy. Sinh vật sẽ phát triển tốt trong vùng cực thuận, đúng. Ngoài giới hạn sinh thái thì sinh vật sẽ chết. Các loài khác nhau thì ổ sinh thái khác nhau, đúng. Các loài khác nhau có giới hạn sinh thái khác nhau, cũng đúng. Câu 40, ở người những bệnh tính trạng nào sau đây do gen nằm trên vùng không tương đồng của X? Có hai bệnh đó là mù màu và máu khó đông. Các em phải thuộc ha. Nó nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Có nên nằm trên X nè.
À, ví dụ nữ bị bệnh, x a nhỏ x nhỏ, nam bị bệnh, x a nhỏ y.